PC3001i. Thì đây là một dòng máy quét không dây quyển xuất xứ từ Nhật Bản. Thì đây, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem bên kia bên trong nó thế nào. Với lại mình sẽ test thử lên một vài cái bảng vật để các bạn xem về cái đồ nhảy của nó nha. Opticon OPC3301i là thiết bị quét mã vạch cầm tay nhỏ gọn, sử dụng kết nối Bluetooth không dây Bluetooth để truyền dữ liệu. Nó có thiết kế nhỏ gọn vừa tay người dùng, nhờ đó người dùng có thể sử dụng lâu dài mà không bị mỏi. Tuy thiết kế nhỏ gọn nhưng máy có độ xuất xứ 100% từ Nhật Bản nên có độ bền rất cao, có khả năng chống sốc và là độ cao tối đa rơi ở độ cao tối đa 1,5m. Rồi máy là một sản phẩm lý tưởng để ứng dụng tại các lĩnh vực dịch vụ, ở các kiosk, quầy thanh toán hoặc các điểm bán lẻ. Kiểu dáng đẹp mắt, nhỏ gọn, thuận tiện tay người dùng, có thể vận hành cả ngày dài. Công nghệ CCD mạnh mẽ giúp đọc được những bảo vật 1D, có độ tương phản thấp và mật độ dày. Một ưu điểm nổi bật nhất của máy đó là tuy nhỏ gọn nhưng nó có thể kết nối máy tính iPhone, iPad hoặc là các điện thoại Android. Rất tiện lợi cho chúng ta, tốc độ quét cũng rất nhanh, 300 lần trên 1 giây. Đây là những linh kiện có trong máy Opticon OPC3301i. Thì mình sẽ mở ra từng cái cho các bạn xem nha. Thì đầu tiên cái hộp lớn nhất đi. Đây được gói rất kỹ càng. Bên trong là thân máy, đây là máy không dây nha các bạn. Cầm tay, đó, rất hơi gọn, nhỏ gọn. Đây các bạn có thể xem qua một phòng. Ok. Rồi tiếp theo mình sẽ mở thứ hai. Đây là chân đế dùng để sạc pin và có thể gác cái máy này lên. Chân đế này dùng để sạc pin cho máy. Đây có thêm một sợi dây đeo nữa, mình có thể gắn vào đây, gắn lại phía sau, cầm cho nó chắc tay, khỏi bị tuột, mình có thể mang vào tay rồi cầm, lỡ có bị tuột, khỏi bị tuột. Rồi tiếp theo đây hộp thứ ba. Đây là cục adapter dùng để sạc pin cho máy. Phía trong còn rất nhiều. Đây là một số chân cắm hiện nay ở trên, các chuột chân cắm 3 chân, 2 chân. Thì đây là cục adapter để sạc pin. Okay. Mình sẽ mở ra. Còn đây là một cái USB. Cái này mục đích của nó là mình cắm vào máy tính, sau đó là máy quét kết nối với USB này thông qua là Bluetooth, chuẩn Bluetooth, thì có thể là mình quét là nó sẽ phát về máy tính, nó sẽ truyền trực tiếp về máy tính. Bên trong có một cái cuốn sổ để hướng dẫn để mình sử dụng. Máy này máy đến từ Nhật Bản nên nó có sổ hướng dẫn Nhật Bản nha. Đây tiếng Nhật và tiếng Anh. Mình có thể xem vào đọc. Đây có hướng dẫn này, còn xem rất kỹ chi tiết. Rồi bây giờ mình xin kết nối thử và quét thử cho các bạn xem nha. Đây, trên máy nó thường có ở trên USB nó có một cái mã này, mình sau khi mình kết nối máy tính mình quét cái mã này. Đây. Thì nếu để kết nối với máy tính hoặc là một số thiết bị khác thì mình cần đầu tiên đó là cái máy. Nếu mà máy hết pin thì các bạn có thể dùng chân đế mới sạc. Còn hiện tại giờ máy mình đang còn pin thì mình không cần sử dụng cái này nha. Đây, nhấn sạc, các bạn sạc nha. Rồi đó phía sau này có một cái ổ cắm này, có một cái cưa cắm điện. Đây, mình sẽ cắm sạc vào đây. Kết nối cắm sạc vào đây. Để máy tiến hành sạc pin. Còn bây giờ mình sẽ kết nối với máy tính để test thử cho các bạn xem. Đây để kết nối với máy tính, đầu tiên mình cắm USB vào máy tính. Rồi,
tiếp theo các bạn. Đây mình sẽ đặt thử một số mã vạch. Rồi mình quét theo chưa? Giờ mình có thể là quét một vài mã vạch các bạn xem trên. Máy đang phát Bluetooth này, bạn chưa? Ok. Rồi các bạn thấy ở trên màn hình không? Máy quét, mình sẽ quét một số mã ở trên này. Máy quét rất nhanh nhá, các bạn thấy này, cầm tay rất nhỏ vào này. Vừa này mình vừa hướng dẫn các bạn với lại test thử cho các bạn xem để cái máy OpticCần không dây này có thể kết nối với máy tính. Bây giờ mình xin hướng dẫn các bạn xét để cho nó có thể kết nối với điện thoại, một dòng điện thoại là iPhone, iOS hoặc là Android nha. Thì đây, các nếu mà muốn kết nối với điện thoại các bạn cần phải có cái menu guide của nó để mình làm theo hướng dẫn. Thì trong này nó có các bước hướng dẫn này, các bạn có thể đọc bước 1, 2, 3, 4, 5, 6, mình cứ làm theo những cái bước này của nó. Thì giờ mình hướng dẫn nhá. Đầu tiên, đây, máy OpticCần nhá. Các bạn quét, đây, các bạn quét cái mã HID mod B này. Quét 3 mã này, đây. Rồi, ok, cho mình quét trong 3 mã đó, đợi máy nó tích xong. Nó vừa có tích xong, mình nhấn giữ. Mình nhấn giữ 3 giây nhá. Rồi, delete, hiển thị màu xanh, chấp chấp màu xanh. Mình nhấn giữ một giây nữa. Rồi ok. Rồi mình lấy điện thoại mình bắt nhá. Rồi mình bật vào Bluetooth này. Rồi bật Bluetooth. Nếu các bạn đã có connect trước với nó thì giờ bắt đầu nó sẽ tự động connect với mình rồi. Còn không thì nó sẽ hiển thị lên cái tên Bluetooth của máy này. Sau đó mình connect thôi. Rồi mình sẽ mở cái phần ghi chú lên, mình test thử cho các bạn xem nhé. Đây, mình sẽ quét thử một vài mã. Máy quét rất nhạy, quyền tốc độ rất ok. Các bạn có thể thấy trên màn hình máy tính, trên màn hình điện thoại. Và mình quét nó sẽ hiển thị lên đây, toàn bộ lên đây. Đó là với iOS, còn... Rồi ok, giờ mình sẽ ngắt kết nối với điện thoại này. Tiếp theo, mình xin hướng dẫn các bạn kết nối máy OpticCần không dây này với điện thoại Android. Thì mình cũng làm tương tự, đó là mình quét 3 mã này. Ok. Sau đó các bạn nhấn giữ nhé, nhấn giữ tầm cỡ 3 giây. Thì màn hình LED màu xanh trên chữ OpticCần này nó sẽ sáng chớp nháy. Các bạn nhấn thêm một giây nữa. Rồi thả ra. Rồi mình vào cài đặt Bluetooth, mình sẽ mở Bluetooth lên. Đây thì nó sẽ hiện lên nè, PC 3301i, mình đang kết nối nha. Rồi mình đã kết nối thành công. Giờ mình sẽ mở một cái notepad ghi hoặc là ghi chú lên để chạy ghi chú, mình sẽ test thử. Mới đi, mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Máy quét rất ok, rất nhanh nha. Nên các bạn có thể thấy ở trên màn hình. Mình vừa giới thiệu sơ qua một số thông số kỹ thuật cũng như là hướng dẫn các bạn kết nối trên máy tính hoặc là trên điện thoại iOS, trên điện thoại Android để kết nối được với máy tính không dây này. Thì mọi thắc mắc hoặc là cần thêm những chi tiết gì, các bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Phỏng Vấn để được hỗ trợ thêm. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.